Thanh Hóa sắp có siêu dự án nhiệt điện tỷ đô. Ngoài các dự án lớn, lọc hóa dầu Nghi Sơn 9 tỷ USD, nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 gần 2,8 tỷ USD, Thanh Hóa sắp có thêm một siêu dự án tỷ đô được triển khai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa mới họp và chính thức thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là siêu dự án tỷ đô lớn thứ 3 tại tỉnh Thanh Hóa. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, đây là dự án lớn thứ 3 của tỉnh sau dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hơn 9 tỷ USD và dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2,8 tỷ USD. Siêu dự án 2,4 tỷ USD. Theo tờ trình, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn sẽ xây dựng một nhà máy điện LNG công suất 1.500 MW, một bến cảng nhập khí LNG, đê chắn sóng dài khoảng 1 km. Các công trình phụ trợ phục vụ cảng nhập LNG như kho chứa LNG, trạm tái hóa khí trên bờ sức chứa khoảng 230.000 m3, trạm tái hóa khí công suất khoảng 1,2 triệu tấn trên một năm, hệ thống đường ống dẫn khí từ trạm tái hóa khí đến nhà máy điện LNG công suất khoảng 1,2 triệu tấn trên một năm, vân vân. Dự án có quy mô dự kiến rộng khoảng 68,2 ha ở khu vực phía nam khu kinh tế Nghi Sơn, nằm trên địa phận xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, có tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ USD, khoảng hơn 58.000 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm và vận hành thương mại trước năm 2030. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn của 5 nhà đầu tư gồm Tổ hợp nhà đầu tư JERA và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico, Tổ hợp nhà đầu tư Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc GOSPO, Tổng công ty Khí Hàn Quốc COGAS, Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật Daewoo ENC và Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát CTCP APT, nhà đầu tư Group Energy Development Public Company Limited và nhà đầu tư SKENS, tổ hợp nhà đầu tư Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP PV Power và Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT TNT Group. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự kiến sẽ diễn ra trong quý 2 năm 2024.